Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Diễn đàn CEO được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, với mỗi doanh nhân và ekip chúng tôi tiếp xúc, ở họ luôn có một quan điểm chung như thế này, đó chính là họ yêu và đam mê với công việc của mình. Họ dùng tất cả những tâm sức để thực hiện đam mê đó, thưa quý vị. Và nhân vật khách mời của chương trình Diễn đàn CEO tuần này cũng như thế, anh đã trăn trở với đam mê và dành hơn 20 năm để xây dựng và phát triển công ty. Anh là Đặng Quốc Hùng, người sáng lập công ty trách nhiệm hữu hạn thủ công mỹ nghệ Kim Bôi. Và câu chuyện kinh doanh của anh như thế nào, chúng tôi sẽ mời quý vị sẽ cùng theo dõi 30 phút của chương trình ngày hôm nay. Quý vị đang theo dõi chương trình Diễn đàn CEO được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV và tôi là Hoàng Thi. Với ngành thủ công mỹ nghệ hiện nay tại Việt Nam, số lượng các doanh nghiệp ngày càng ít và giảm về quy mô. Thực trạng này đến từ nhiều lý do. Trong đó, nguyên nhân cơ bản là do tiềm lực của các doanh nghiệp còn hạn chế. Mặc dù tình hình ngày càng khó khăn, cái khó bó cái khôn, nhưng một người vẫn bền chí với nghề và luôn trăn trở với bài toán tìm đầu ra cho sản phẩm. Anh là Đặng Quốc Hùng, CEO công ty trách nhiệm hữu hạn thủ công mỹ nghệ Kim Bôi. Đến và gắn bó với sản phẩm thủ công mỹ nghệ như là một cái duyên, và cái duyên này đã khiến anh dấn thân và trăn trở rất nhiều. Trong những ngày đầu thành lập công ty, mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh diễn tiến khá thuận lợi. Nhưng đến năm 1998, Kim Bôi bắt đầu nhiều khó khăn từ đơn hàng đến đối thủ cạnh tranh. Có nhiều lúc công ty đứng trước bờ vực phải đóng cửa vì không đủ kinh phí để vận hành. Tuy nhiên, với cái tâm của người lãnh đạo cùng với tình yêu với những sản phẩm thủ công mỹ nghệ, anh Hùng đã dùng mọi tâm sức để vực dậy công ty. Suốt chặng đường hơn 20 năm, từng anh vấp ngã, muốn từ bỏ, nhưng cuối cùng anh vẫn cứ tiếp tục, kiên trì và bền chí. Cho đến hôm nay, mọi khó khăn vẫn còn và anh vẫn còn bám trụ và luôn vận dụng mọi giải pháp để đưa ngành cũng như công ty đến một vùng trời mới. Xin được giới thiệu với tất cả quý vị khán giả, nhân vật khách mời của chương trình Diễn đàn CEO ngày hôm nay, anh Đặng Quốc Hùng, CEO của công ty trách nhiệm hữu hạn thủ công mỹ nghệ Kim Bôi. Kính chào quý vị khán giả, chào anh Hoàng Phi. Thưa anh, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay. Tôi muốn anh sẽ chia sẻ đôi điều về Kim Bôi cũng như là cái duyên anh đến với ngành thủ công mỹ nghệ này là như thế nào ạ? Thì công ty mình thì làm đạt từ năm 1994. Thì coi như là với mục tiêu là sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ cây dừa. Thì công ty hiện nay thì chúng ta sản xuất hơn là 400-500 sản phẩm các loại. Thì các sản phẩm từ các sản phẩm như là giỏ hoa, chậu hoa dùng cho sân vườn, cũng như là có những cái lưới phủ đồi chọc, cây chống xói mòn dùng cho cái xây dựng giao thông, cũng như tấm nọc sơn dùng cho lẽ là xử lý cái phun sơn của môi trường. Ngoài ra thì còn có những cái sản phẩm là hàng quà tặng du lịch mỹ nghệ dùng cho gia đình và dùng cho trang trí. Thậm chí chúng ta hiện nay còn là một cái lưới hoặc là lưới chống trượt cho máy bay trực thăng. Nhìn chung là các sản phẩm của tụi tôi dựa trên cơ sở nguyên liệu từ cây dừa để làm ra những sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Thì cái nguyên nhân này để tôi lên tới nghề này phải thấy là lúc đó hầu như là các công ty sản xuất của chúng ta cái nguyên liệu khá lệ thuộc về cái nguyên liệu nhập khẩu. Đồng thời lúc thời điểm đó thì nhiều lao động không có việc làm. Chính từ chỗ đó mình lại suy nghĩ tại sao chúng ta không sử dụng cái nguyên liệu trong nước mà tận dụng cái lao động hiện có mình để tạo ra những cái sản phẩm riêng của mình. Thì chắc chắn nếu chúng ta làm cái hàng công nghiệp thì không thể cạnh tranh với nước ngoài được rồi. Chúng ta phải tạo ra một cái đó đi, cái thế mạnh của Việt Nam chúng ta có những nguyên liệu gì, có cái sức lao động. Chính từ đó để gắn mình lên với cái nghề thủ công mỹ nghệ cho đến ngày hôm nay. Như vậy thì cái tên Kim Bôi nó có cái ý nghĩa như thế nào đối với anh ạ? Thì thực sự thì Kim Bôi là cha của mình, tên của cha mình. Tại vì đây cũng là mình làm một cái lễ nghi nhớ lại công ơn của là cha mình cho có suốt thời gian nuôi dưỡng mình cũng như là lòng duyên mình để mình có được giờ ngày hôm nay. Thì liên về cái logo của Kim Bôi á thì nó thể hiện hai cái tô màu, một cái màu xanh và một cái màu đỏ. Màu xanh của trái đất á là cái hoài bão, chính là chúng ta về cái môi trường. Còn cái màu đỏ là những cái cách mạng, tức là ý nghĩa của nó là muốn là lấy công ty làm một cuộc cách mạng xanh cho môi trường. Như vậy thì đã trải qua hơn 20 năm
gắn bó với cái ngành thủ công mỹ nghệ này thì chắc hẳn nó có rất nhiều những cái thăng trầm anh đã trải qua đúng không ạ? Như vậy thì chúng tôi muốn nghe anh chia sẻ về những cái dấu mốc anh đã trải qua trong cái cuộc đời kinh doanh của mình ạ. Thì phải thấy thì trong quá trình kinh doanh, nhất là làm nghề này ấy, thì đó là một nghề hết sức là mới. Tức là có thể nói sản phẩm của mình á, cái ban đầu á, nếu ai cần mua mua chứ các cần, nếu người ta không cần á, cho người ta không lấy. Cái sơ dừa nói thể, nếu mà nói với Tây Phương thì có thể người ta biết chút đỉnh. Còn nói Việt Nam thì cái hồi đó là chắc không hiểu. Lúc đó hầu như chúng ta chủ yếu là bán nguyên liệu đi cho Tài Loan. Thì Tài Loan thì tạo ra những cái sản phẩm làm cái lẹm giường thôi. Thì lúc đó, thì lúc có công ty á, cái ban đầu cũng vậy, thì mục tiêu mình làm thủ công mỹ nghệ. Thì dĩ nhiên nếu mà chỉ làm mỹ nghệ không á, thì công ty cũng không tồn tại được. Lúc đó công ty cũng vẫn phải bán một số nguyên liệu sơ dừa để cho nước ngoài. Cũng trùng cái thời điểm đó thì cũng may là gọi là mình á, là gặp được một cái khách, tức là khách Đài Loan, họ qua đây mua hàng nhưng mà họ bị người ta lừa gạt. Nhưng mà mình lại giúp họ giải quyết được vấn đề, chính họ đã làm tin của mình. Từ đó mình nghĩ tại sao chúng ta chỉ bán nguyên liệu không, tại sao chúng ta không làm thành phẩm. Lúc có lề sức họ, sao anh không đưa máy gì đây làm đi. Thì lúc cuộc có đó, được, cuối cùng họ thấp dần họ cho mình mượn máy. Còn xong á, mình sẽ chịu trách nhiệm là tổ chức sản xuất cho họ. Đồng thời họ sẽ bao tiêu sản phẩm mình. Đó là một thời gian, phải thấy là lúc đó là thời gian là hết sức là rất là ổn định, phát triển. Như vậy thì sau đó như thế nào nữa ạ? Nhưng mà dĩ nhiên, tuy nhiên là do cái tình hình, cái chuyển biến thị trường á, thì họ phát hiện cái thị trường Trung Quốc quá lớn đi. Tức là họ lại có ý định á, là họ muốn á, là họ chuyển cái máy qua bên Trung Quốc để làm. Thì hỏi bây giờ rót cả một cái vấn đề đó với mình. Hiện nay cái công ty đang chạy, và xưởng đang chạy mà máy nó không có để đi làm. Thì cuối cùng mình phải thương lượng với họ. Dĩ nhiên nếu mua nhà máy đó thì mình không đủ tiền. Bây giờ cuối cùng mà mình thương lượng họ được là họ cho mình trả gốc. Mình đã mua lại máy họ. Mình nói bây giờ đến là ăn tháo máy đi. Ăn phải tốn này, tốn kia. Mà cái công nghệ này là hầu nữa. Thì ăn làm cái máy mới đi. Để ăn bán cái máy cho mình. Thì cuối cùng họ đã chấp nhận, họ lấy lại máy cho mình. Thì cô đồng ý bán mình cho mình trả gốc nữa. Thì nhưng mà dưới điều kiện là mình không được cạnh tranh với họ trong cái thị trường Trung Quốc. Đó là một cái khó khăn cho mình nhé. Tại đó là một thị trường rất là lớn đúng không ạ? Cho nên bây giờ hiện nay phải thấy là hết sức là khó. Bây giờ làm hay không làm, dĩ nhiên không thể bỏ cuộc được. Bây giờ cuối cùng cũng chính là cái khó là lại ra cái khó. Từ cái đó mình lại tận dụng cái sản phẩm này phát triển ra nhiều cái sản phẩm khác. Tức là từ cái mỹ nghệ, từ cái vỏ hoa, từ sơ dừa, rồi cái vỏ hoa, từ cái chậu dừa, cái tấm chống cỏ, cái cây cho người ta cây chống xói mòn để chống sạt lở, cái lưới phủ lòi chập. Tức là đồng thời mình lại phát triển thêm những cái sản phẩm từ cái gáo dừa, cái cọng lá dừa, cho nên chính từ cái chỗ đó làm phong phú thêm cái sản phẩm mình. Do mình từ đó có nhiều cái sản phẩm vậy thì chúng ta cũng được là mở rộng cái thị trường. Tức là chúng ta mở rộng được thị trường từ ngoài Tài Loan thì chúng ta được ở Hàn Quốc này, được Nhật nè, được bên châu Âu cũng như bên Mỹ, cho nên đã giúp công ty là hoạt động cho đến nay. Thưa anh, trải qua 20 năm hoạt động kinh doanh thì có rất nhiều thăng trầm anh đã từng trải qua rồi, và hẳn rằng là cũng có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ cũng như những cái điều anh nghiệm lại đúng không ạ? Vậy thì nhân dịp chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi muốn anh sẽ chia sẻ với chúng tôi về những cái kỷ niệm đó là như thế nào? Nhìn chung là suốt 20 năm phải thấy là cũng nhiều cái sự việc á là mình cũng không thể quên được. Giờ mà có hai điều á tôi muốn chia sẻ ở đây á, là nó cũng là một cái cơ bản trở thành cái kim chỉ nam hoặc là một công ty. Tức là thứ nhất á, làm sao quan tâm đến quyền lợi của khách hàng, chính là bảo vệ cho công ty của mình. Tại tôi nhớ lúc hồi qua năm 2003 khi khách Mỹ đầu tiên nó qua đây mua mình cái gọi là một cái trái dừa, họ chỉ yêu cầu mình làm sạch trái dừa thôi, chỉ cần khoan cái lỗ nước dừa ra thì được rồi, đóng bao để xuất cho họ. Để họ về bên kia họ sẽ dễ lên làm một cái đầu khỉ này kia để làm cái phục vụ của một cái lễ hội Halloween của Mỹ. Nhưng mà tới khi ngày xuất hàng thì mình cũng cẩn thận, đây là hàng đầu tiên mà. Mình cũng đi xuống xưởng kiểm tra, tại lúc lắm công buổi tối mà. Lúc cuộc mình đi tới xưởng, nghe mùi hôi chịu không nổi đâu, mùi hôi thối. Mà lắm hết nửa công rồi. Lúc đó mình hết sức băn khoăn.
mình nghĩ đứng về nguyên tắc là mình làm đúng theo yêu cầu của họ, mình không có sai. Nhưng mà mình rõ ràng mình hiểu, nếu mà cái công hàng này đi tới Mỹ có vô được Mỹ hay không, mà khách nó sẽ có bán được cái lô hàng này không. Dĩ nhiên lúc đó rất là phân vân, bàn qua bài, tại vì rõ ràng nếu không xuất hàng thì không kịp cho khách thì là phạt mình nữa. Còn người ta có nói bây giờ hiện nay có gì đâu, mình người ta yêu cầu mình làm đúng vậy chứ mình có làm sai đâu, người ta có chấp mắt mình được. Nhưng mà mình nghĩ là không được, tại nếu làm vậy thì coi như là chẳng qua làm một lần thôi chứ lần sau không có nữa. Cuối cùng mình phải tranh thủ để liên hệ khách hàng. Khi nói với khách, khách họ cũng chừng chờ, tại vì thực sự cũng sợ thời gian không kịp. Tôi nói bây giờ hiện nay có dán cho tôi thời gian đi, cho tôi khoảng 100 giờ, một tuần đến 10 ngày. Tôi sẽ xử lý lại cái là hàng nó tốt hơn. Đó, tôi không chấp nhận thêm chi phí. Cuối cùng khách cũng bàn đi bàn lại, tới 1 giờ khuya mới trả lời tôi đồng ý. Cuối cùng mình phải chấp nhận là chịu lại lưu công, nói hàng xuống này. Bắt đầu mình phải tiến hành cái công nghệ là lão hết cái con dừa trong ra. Xử lý mùi hôi. Lão hết con dừa ra, là để cho nó kho. Cuối cùng chính cái việc làm này á, là khách là ngắn bó mình từ đó tới giờ luôn. Rõ ràng, tức là mình muốn nói lên được là khi mình bán hàng, mình quan tâm khách hàng, bảo vệ khách hàng, không phải vì khách hàng là chính là vì bản thân mình. Tại khách hàng mua hàng mình bán được thì họ có lợi nhuận họ mới quay lại mua của mình được. Đó là chính là họ giúp cái sự bền vững cho công ty của mình. Cho nên cái này thì mình không thể quen được. Cái đó cũng trở thành một cái kim chỉ nam của công ty luôn. Là hướng mà đối với khách hàng phải bảo vệ khách hàng chính là bảo vệ công nhân. Còn vấn đề thứ hai là đối với công nhân. Thì thời đó cũng vậy. Khi khách cũng là khách Mỹ, họ đặt mình là có mũi tên. Tức là lúc đó tôi nói là mình xuất vũ khí đi Mỹ. Nhưng mà khổ cái chỗ này, tại vì nó phục vụ cái đại hội mà cái thời gian rất là ngắn. Lúc đó mình cũng tính toán là đầy đủ rồi, cũng chấp nhận làm cái hàng đó. Nhưng mà khổ cái chỗ này, tại hàng này hàng mũi tên này, bây giờ cái cây tre là cái bao, tất cả mình phải lặt gia công một số nơi khác mình về mới làm được. Nhưng mà người ta giao trễ mấy mình. Thời điểm đó thì luôn là hiện nay chỉ trong vòng 3 ngày nữa thôi là phải xuất đi. Nhưng mà hàng lúc đó mà nếu mà làm thêm cái năng suất hiện giờ đó là phải tới 10 ngày mới làm xong được. Thì rõ ràng bây giờ hiện nay không làm được. Tại rõ ràng nếu trễ thì qua bên kia người ta không, qua cái lễ hội là không bán được nữa. Người ta có bỏ luôn. Cho nên lúc đó mình mời tất cả công nhân lại ngồi lại. Nó là bàn. Cuối cùng trao đổi, chia sẻ cái tình hình cho công nhân hiểu được cái tình trạng hàng hóa kiểu này, thời gian kiểu này. Cuối cùng á, đúng là thống nhất, công nhân đồng ý rồi, cho công nhân đồng ý bây giờ sẽ quy động theo lực lượng. Cho nên lúc đó hằng như là công nhân đồng ý cũng cần chạy dài dài luôn. Tôi sẽ kiếm con em bà con lối xóm không, quy động cả gấp 3 lần cái lực lượng này mà làm. Tới ngày hôm sau đó tự tuần làm, cuối cùng mình làm hàng đúng theo thời hạn. Tôi muốn nói lên một điều gì, tức là mình tạo sự đồng tình của công nhân để công nhân hiểu biết được cái việc làm của mình, thì công nhân chung làm chung sức với mình đó, thì không có gì không làm được. Cho nên cũng chính là hai cái này nó trở thành một cái kim chỉ nam là tôn chỉ kinh doanh của công ty Kim Boy của mình. Nếu mà nói về cái khoảng thời gian mà anh trải qua cái giai đoạn khó khăn đó, thì ở trong cái thời điểm đó thì cũng có khá nhiều công ty đã thu gọn quy mô lại. Cho đến bây giờ cũng vậy, đã có rất nhiều công ty đã thu gọn quy mô lại rồi. Nhưng mà tại sao anh vẫn giữ cái quy mô của Kim Boy và duy trì nó đến thời điểm này ạ? Thì thực sự hàng thủ công mỹ nghệ này á, nếu mà nói về hiệu quả kinh doanh cho bản thân á, thì nó không cao đâu. Nhưng mà nó mang lại một hiệu quả xã hội rất là lớn. Tại vì á, mình cứ thử hỏi từ cái một cái ví dụ cái trái dừa chúng ta vỏ dừa ta bỏ đi. Nhưng mà hiện nay người ta có vỏ dừa ta bán được có tiền. Những người đi vận chuyển thu gom vỏ dừa có tiền. Còn những người chế biến sau biến có tiền. Ngay cả mình cho họ gia công họ cũng có tiền. Nó tạo ra một cái chuỗi xã hội. Thì các bạn cũng biết rồi, thí dụ ở dưới nông thôn mình á, ngoài ra là mùa á, còn lại những thời gian lẫn nơi á, thì thường thường họ không biết làm gì cả. Thì không làm gì thường là ăn dậu, hay là cờ bạc. Thì nếu ông dậu và cờ bạc thì nó sẽ cũng ngay mất cái trật tự xã hội được. Nhưng mà nếu chúng ta có hàng cho họ làm, dĩ nhiên họ mặc dù thu nhập không cao, họ làm họ sẽ không
không đi ăn dầu nữa. Ngay cả nhiều khi bây giờ họ lại xuống dưới quê, có thể nhiều khi mấy đứa học sinh đi học về họ cũng cùng với cha mẹ đi rang những cái dây, cũng như rang những cái giỏ. Tức là khi mà con người nó dằn cư bất thiện mà, khi mà họ có việc làm thì họ sẽ không giống sau như cờ bạc mà ăn dầu nữa. Thì nó vừa tạo lên thu nhập cho người nông dân, vừa để là tạo được cái có trật tự an ninh xã hội nó tốt hơn chạy lúc thôi. Thì bản thân mình với mục tiêu ấy, chính của mình ấy, là muốn phát triển cây dừa Việt Nam ấy, làm sao trở thành những cái sản phẩm một trong những sản phẩm mũi nhọn của Việt Nam. Dĩ nhiên quan điểm của mình là không nghĩ là chỉ là lên gì mình đâu, mình muốn có nhiều doanh nghiệp để làm vậy được. Tại vì Việt Nam chúng ta có khá nhiều dừa, mà Việt Nam thì chúng ta cũng có một cái truyền thống về văn hóa về cái làm nghề thủ công. Thì hay hồi xưa nay chúng ta vẫn có dùng cái sơ dừa để làm chổi, tức là chúng ta cũng có một số bằng mỹ nghệ cơ bản thủ công là làm từ cái dừa rồi. Cho nên chính từ cái chỗ đó mình nghĩ qua 20 năm là chúng ta lại giữ được như vậy thì thực sự bỏ ra thì thực sự quá tiếc đi. Giống như một đứa con mình nuôi cả hai mấy năm sau đã bỏ được, thì dù thế nào nữa thì cũng dáng để giữ. Còn một vấn đề thứ hai nữa là chúng ta có nhìn thấy về tương lai ấy, thì theo cái xu hướng thế giới hiện nay là bảo vệ môi trường. Cái sản phẩm mình chính là sản phẩm xanh. Mình tin một ngày nào đó cả thế giới sẽ sử dụng sản phẩm này nhiều hơn. Cho nên nếu chúng ta vượt qua được cái khó khăn hiện nay, tương lai nó vẫn là sáng lạn cho ngành này. Cho nên từ cái đó là động lực để cho mình có dáng duy trì cho hôm nay. Và kính thưa quý vị, chúng ta sẽ quay trở lại cuộc trò chuyện với CEO ngày hôm nay sau ít phút quý vị nhé. Mời quý vị cùng trở lại với nhân vật khách mời của chương trình diễn đàn Xuân ngày hôm nay. Thưa anh, tiếp tục câu chuyện ngày hôm nay. Nếu mà nói về những cái khó khăn mà công ty đã gặp phải trong suốt cái quá trình kinh doanh của mình cũng như là những cái biến cố rất là lớn, vậy thì anh có tìm hiểu theo anh cái nguyên nhân do đâu mà công ty đã gặp những cái trắc trở như thế ạ? Thì cái chứng là mình đi lại làm cái sản phẩm mới, một cái ngành nghề mới. Thì có thể nói hiện nay á, dừng trong Việt Nam mình á, thì các hàng thủ công mỹ nghệ khác thì cũng nhiều người làm, cái sơ dừa thì cũng nhiều người làm, mà thực sự đi sâu về các sản phẩm mỹ nghệ từ cái dừa thì ít có người làm. Thì chứng từ cái chỗ đó, tức là cái thị trường á, nó đòi hỏi mình á, phải là đi khai thác. Giống như người ta thường thường nói, bây giờ thí dụ người ta mua chai nước tất cầu thanh đi, người ta khi làm ra một chai nước uống tất thăng, người ta có thể thường xuyên quảng bá trên truyền thông thì lúc đó ngay được ấn tượng. Còn nói với hàng của mình này, nó một cái khó chỗ này. Giống như thực sự những cái xe dừa đi mà cho một số dân bình thường á, giống như mỗi lần tụi tôi hỏi họ cho biết hầu như là vì người không quan tâm đến cái hàng của mình. Chỉ có những người tức là thôi về họ có cái trình độ trí thức ấy, họ lại quan tâm. Tại thường thường họ so sánh với cái sản phẩm của tụi tôi với một cái sản phẩm thí dụ bằng nhựa, bằng thủy tinh á, thì họ dường bình thường người ta khoai quan tâm những sản phẩm nó nhiều hơn. Còn nói vừa là chuyện là những người có trí thức họ mới quan tâm, tại vì thực sự sản phẩm chúng ta làm của sản phẩm xanh. Thì đối với thị trường Việt Nam hiện nay thì chung là không phổ biến. Thì đối với nước ngoài á, thì họ tức là châu Âu thì rất phổ biến. Nhưng mà hiện nay á, thì chúng ta lại đối mặt một cái đối thủ lớn của chúng ta là Trung Quốc. Phải nói Trung Quốc hiện nay họ mua nguyên liệu của mình rất nhiều, họ mua cả thế giới luôn. Nhưng mà họ có những công nghệ sản xuất đó, nó tiên tiến hơn mình. Phải thấy họ làm sản phẩm có thể nói là giá thành cũng hơn mình. Cho nên bây giờ mình cạnh tranh với họ phải hết sức là khó khăn. Cho nên thí dụ dựng cái sản phẩm cùng loại thôi, thí dụ họ giống như một cái vỏ hoa thôi, cái khung sắt, thì họ làm giá sắt họ rẻ hơn mình. Tiền công họ thông qua một cái dàn tự động á, thì nó cũng rẻ hơn mình. Còn dĩ nhiên họ lại làm cái tấm lót ở trong á, thì họ làm bằng thủ công, nhưng mà họ làm quá lơn sơ. Cho nên chính nhiều rồi á, chính họ làm vậy á, mình mới có cạnh tranh với họ. Dĩ nhiên giá bán thì mình cao hơn họ, thì nếu mà mình không có những cái khác biệt họ thì cũng không thể cạnh tranh họ được. Như dĩ nhiên mà muốn để tạo được người ta lòng tình với mình, mua cái giá mình cao hơn á, thì cái người mua, tức là thường thường cái lối tụ mua của mình là doanh nghiệp chứ không phải là cá nhân.
khi họ mua hàng hóa họ phải tính toán cái thị trường, tính toán khả năng tiêu thụ. Thí dụ mặc dù họ cá nhân họ cảm thấy hàng mình tốt hơn, nhưng mà họ cũng nghĩ tới vấn đề có tiêu thụ được hay không. Cho nên khi họ mua mình vẫn mang tính là thử nghiệm, họ vẫn phải kèm mua thêm những cái sản phẩm khác nữa. Cho nên chính từ cái chỗ đó thì cũng chưa đẩy mang lượt cái sản phẩm của mình. Nếu nói như vậy thì tôi thấy là bản thân anh Hùng cũng như là công ty của mình chịu rất là nhiều tác động từ bên ngoài, từ môi trường bên kinh doanh bên ngoài hơn là nội tại của công ty mình, đúng không ạ? Thì đương nhiên rồi, tại vì bây giờ hiện nay cái sức lực mình thì mặc là do là mình chủ động, nhưng mà chủ động gắn với sự tác động của môi trường. Tôi nói bây giờ hiện nay tụi tôi sản xuất hàng hóa, vì nếu người ta không mua, dù mình cảm thấy sản phẩm có đẹp biết mấy, tốt biết mấy hơn nữa thì cũng như không, thì không tồn tại được. Tức là chúng ta làm ra sản phẩm thì mọi người rất dễ dàng tạo ra sản phẩm, nhưng mà làm sao biến sản phẩm ra hàng hóa là cả một vấn đề. Tại theo quan điểm tôi định nghĩa hàng hóa là gì? Hàng hóa là chúng ta làm được, bán được và sử dụng được. Tại sản phẩm này dễ lắm, mỗi người tạo ra một sản phẩm có thể chỉ có một cái nhận thức thôi. Còn nếu hàng hóa tức là có thể chúng ta làm ra được số lượng nhiều, giá cả phù hợp người ta mua được mà để ta xài được, thì cái đó là cả một cái vấn đề. Thì muốn làm được cái này ấy, thì phải thấy là nó phải có một cái quá trình. Thứ nhất là có truyền thông, như hướng dẫn tiêu dùng mà người ta nói. Nhưng mà dĩ nhiên nói về công ty mình ấy, thì mình lại ít có điều kiện đó. Tại mình là người sản xuất, là mình bán cho những vài doanh nghiệp mới bị bán lại, thì hầu như làm sao thuyết phục người mua hàng mua mình cả một cái vấn đề. Khi mà cho nên chúng tôi phải luôn luôn á là có những cái suy nghĩ, giống như tôi có gì làm mơ cũng thấy đó. Thí dụ tôi thấy có một cái sản phẩm nào người ta làm bằng một cái chất liệu khác, mình lại suy nghĩ về đây mình sử dụng làm bằng cái chất liệu của mình, từ đó mới dâng ra nhiều cái sản phẩm. Thực tại thì hiện nay phải thấy là sản phẩm mình hiện nay trên hơn 400 sản phẩm các loại, nhưng mà dù là có bán được cũng không tới 200, tại người ta thích, nhưng mà người ta có một số mua một ít mua về, nhưng mà họ không phát triển được thị trường, họ cũng không mua. Nếu mà nói như vậy thì chúng ta lại suy nghĩ lại cái câu chuyện ban đầu, đó chính là tâm huyết, gọi là có tâm huyết rồi có cái sự đam mê không thì nó vẫn chưa đủ. Nó vẫn cần có những cái yếu tố tác động từ bên ngoài. Cái ngoại cảnh nó tác động rất là nhiều, và chúng ta phải, riêng bản thân anh thì anh đã làm gì để có thể thay đổi cái ngoại cảnh đó, để những cái sản phẩm của mình đến với khách hàng ạ? Phải thấy thì cái tâm huyết cũng là một cái chủ quan của mình thôi, thực sự nói. Tức là dĩ nhiên là mình muốn người ta biết đến mình thì mình phải lấy với người ta. Giống như là bây giờ mình tạo ra sản phẩm rồi thì làm sao để giới thiệu, thì thường thường là chỉ phải thông qua hội chợ. Thì trong quá trình hội chợ thì mình tiếp xúc khách hàng á, thì thí dụ khách hàng đang mua cái này, mình sẽ giới thiệu một cái sản phẩm khác hơn. Giống như có một cái khách hàng Mỹ thôi, họ qua đây, họ đưa mình một cái sản phẩm là một con khỉ rất là to, nhưng mà phải thấy làm nó thì giá vừa cao mà vừa cũng thực dụng. Lúc cuộc tôi lại làm ra một cái con khỉ nhỏ cỡ này. Đó. Thì dĩ nhiên khi họ bước đầu họ cũng thấy cái khác, tại vì tâm lý người ta mà tôi quen cái này tự nhiên nữa khác, mình phải thuyết phục họ. Thứ nhất ăn một con này có thể mua được mấy con kia, thứ hai chi phí vận chuyển nó rẻ hơn và số lượng nhiều hơn, lúc cuối cùng họ đã mua của mình. Đó. Tức là dĩ nhiên mình phải thông qua những cái là để là chúng ta thuyết phục, cũng như thì có thể trong những bạn bè thì mình cũng phải nhờ bạn bè truyền đạt. Đặc biệt nhiều là phải thấy là một số bài báo họ viết về mình, tức là có những bài viết về ngắn lặn về cây dừa, người tạo hồn do cây dừa, những bài đó phải thấy là đó là một cái quảng bá cho mình. Từ đó gì người đọc báo ra mời ra lại lớn với mình, thì chính những người họ bản thân họ yêu cầu, nhưng mà họ lại có bạn bè họ lại giới thiệu. Cho chính vừa Kim Boy vừa rồi cũng giờ qua những cái quan hệ này thì tạo được nhiều cái khách hàng nó lớn với mình. Với bản thân Kim Boy thì như thế nào, có gặp những cái khó khăn về vốn hay không? Thì đúng ra thì Kim Boy mình thì được cái lợi thế là cũng có tài sản thế chấp, cho nên thì dai thì cũng được. Nhưng mà dĩ nhiên những cái nãy tôi nói những cái khó khăn đó thì
Cũng vậy thôi, vấn đề lao động. Tôi hỏi vấn đề hàng, nhất là ở đây hàng thủ công mỹ nghệ. Cái sức lao động là chính để tạo ra sản phẩm thì phải thấy là hết sức khó. Giống như bây giờ hiện nay á, thợ về khi mình làm tạo cho họ xong rồi, họ bây giờ họ thấy họ biết nghề rồi, họ dạy ra ngoài họ tự làm. Ví dụ làm một con khỉ này đi, thí dụ họ tự ở nhà lấy trái dừa nó tự làm ra nó bán, thí dụ kia bán 30, ai trả 20 gì kia đó, thấy ế quá nó cũng bán. Còn trái với mình khác, mình có tiền nhà xưởng, tiền chi phí quản lý, tiền thế đủ thứ tiền hết trơn cho người khác nước ngoài. Tại sao tôi đi ra ngoài đường mua một con này, tôi giá này tôi mua số lượng nhiều quá, ăn vẫn bằng giá người ta. Nó cũng là một cái tác động cho mình. Tại vì rõ ràng người ta, người nước ngoài có một cái thói quen này nè, hàng mua càng nhiều giá càng rẻ. Nhưng mà ở Việt Nam mình có cái xu hướng là khác, hàng mua càng nhiều giá càng cao, tại nó thiếu. Cho nên là một cái nghịch lý. Cho nên thì chính vậy, dĩ nhiên thì hoàn cảnh nào cũng vậy thôi, con người phải sống theo hoàn cảnh. Muốn tồn tại thì chúng ta phải tìm mọi cách. Thí dụ bây giờ hiện nay giống như Kim Boy thôi, muốn duy trì cái sản phẩm này thì chúng ta cũng phải kinh doanh một cách khác để lấy cái này bù cái kia, để chúng ta để làm sao để duy trì hoạt động của công ty này. Nhưng mà nếu nói như vậy thì anh có tiếp tục tin vào cái đam mê của mình nữa hay không, trong khi đam mê của mình là như thế và cái thành quả mang về cho bản thân của anh cũng như là Kim Boy nó không có nhiều như là mình mong muốn. Thật sự nếu mà trùng hợp là gì, cái gọi là cái được cái mắt á, thì chúng ta phải có một cái phiến diệu dừng sâu hơn nữa. Chúng ta nghĩ tại người làm doanh nghiệp á, chúng ta không phải đơn thuần làm giàu cho bản thân, chính là phải tham gia làm giàu cho xã hội. Tại vì á, thí dụ bây giờ hiện nay giống như tôi thường nói, nếu mình rất giàu có, mình xây một cái nhà rất đẹp, nếu xung quanh toàn là nhà đá không, nhà mình có đẹp không? Nhưng mà trái lại, nếu một ngày nào họ không có ăn, họ cướp ai? Chắc chắn cướp mình thôi. Giống như nếu mà xã hội nhiều người ta, xã hội thí dụ họ khó khăn mà họ sẽ giật giật nhiều á, thì thí dụ mình, bản thân mình, người già mình cũng có thể ngày bị giật đồ đó. Cho nên mình làm sao tạo được việc làm cho nhiều người. Tức là nói rằng khi người ta có việc làm là người ta sẽ không đi làm những cái chuyện xa trái được. Giống như hiện nay ở dưới nông thôn á, nhất là mấy em gái thường thường họ bị một vài dạy dẫn lên thành phố bán cà phê thôi. Nhưng mà lại là lưu đi con người xa ngã. Nhưng mà nếu họ ở dưới quê mình, họ cho có nghề cho họ làm á, thì họ sẽ làm, không thể dù họ đi được. Cho nên cái hiệu quả xã hội rất là quan trọng. Tại vì thực sự mình sống trong một xã hội á, chúng ta không thể sống riêng với mình được. Tại mình không bao giờ tách ra được cái xã hội. Làm sao khi một cái xã hội ổn định thì mình mới được ổn định. Một cái xã hội giàu có mình mới giàu có. Mình không thể là tự mình giàu có được. Cho nên tôi nghĩ nghề thủ công mỹ nghệ đó, thứ nhất nó vẫn mang một cái truyền thống lịch văn hóa. Thứ hai nó tận dụng được những cái nguyên vật liệu, là giống như hiện nay tôi đang làm là lai là những phế liệu trong nước. Thí dụ những cái cây cỏ không, thí dụ mình không làm thì lót đi. Nhưng mà hiện nay mình làm nó lại tạo ra những cái sản phẩm. Thứ ba, chính là nó phát phi được cái lao động vàng lõi của nông thôn. Tại thí dụ hiện nay nhiều người thí dụ họ bỏ lên đây làm công nhân. Nhưng mà gia đình họ thì khi thí dụ có chồng và vợ làm địa phương thì họ đâu có đi được, hoặc là cha mẹ già không đi được. Nhưng mà để làm cho họ bán với nông thôn là phải có việc làm. Nó là một cách để giúp là người nông dân có bán với cái nông thôn của mình, không phải là cứ chạy lên thành phố hết. Tôi nghĩ cách đó thì chính dĩ nhiên làm thì có thể nói là không có lợi nhuận thì không thể tồn tại được. Cho nên muốn có lợi nhuận thì chúng ta phải tìm mọi cách thôi, tức là suy nghĩ sao làm sản phẩm có những cái mới hơn, có những cái giá trị chênh lệch nhiều hơn, để từ đó để nuôi dưỡng cái công ty tồn tại. Ngày hôm nay thì thay mặt những người thực hiện chương trình, chúng tôi cảm ơn anh đã nhận lời mời tham dự chương trình Diễn đàn CEO và chia sẻ rất nhiều những cái tâm huyết, những cái điều với tất cả quý vị khán giả cũng như chúng tôi. Xin chúc anh thật nhiều sức khỏe và chúc Kim Boy sẽ ngày càng phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Cảm ơn anh Hòa Phi, cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Diễn đàn CEO tuần này cũng đã hết. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị có thể xem lại hoặc xem trực tuyến chương trình trên website vitv.vn. Và đừng quên cập nhật những thông tin qua fanpage của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.